Cảm ơn quý vị vẫn giữ máy và tiếp tục theo dõi chương trình. Thì nãy giờ là sau khi mà chị My mà ra trên Komodo của chúng ta thì em có nhận được một số câu hỏi của rất nhiều quý vị khán giả. Và đó là đầu tiên đó là cô Liễu ở North Carolina. Cô nói rằng cô Liễu hiện đang có bằng tóc ở tiểu bang North Carolina. Thì như vậy khi mà cô Liễu dọn về Cali thì cô có phải thi lại hay không? Cô có thể đổi bằng ngang luôn hay không? Dạ thưa cô Liễu, đối với bằng tóc ở North Carolina là 1.500 giờ. Khi cô về Cali thì cái quan trọng nhất là cô đã có 3 năm kinh nghiệm từ ngày có bằng hay không. Nếu mà cô có 3 năm kinh nghiệm từ ngày có bằng ở North Carolina hay bất cứ tiểu bang nào mà về Cali thì được quyền đổi ngang. Còn nếu mà cô chưa có đủ 3 năm kinh nghiệm ở các tiểu bang khác giống như North Carolina thì cô về đây thì bắt buộc cô phải gửi một cái lá thư lên State Board để hỏi là State Board là cần phải học thêm bao nhiêu giờ, học thêm phần lý thuyết hay thực hành, hoặc là có thể là chỉ cần thi lại mà không cần phải học. Thì có thể cô liên lạc, từ khi nào mà cô về California thì cô có thể liên lạc trường Thẩm mỹ Trà My thì trường sẽ liên lạc với State Board cho cô, sẽ giúp cô làm việc cái thủ tục đó. Cảm ơn cô. Và tiếp theo đó là một vị khán giả ở Michigan, chị Jennifer, chị nói rằng: chị Trà My cho em hỏi rằng nếu em có tiệm nail ở Michigan và business license của em đã hết hạn từ lâu mà em không để ý, bây giờ mình muốn renew thì phải làm sao? Nếu như họ biết thì họ phạt mình có nặng lắm hay không? Hoặc họ sẽ có cho mình tiếp tục renew hay không? Mong chị Trà My có thể giúp em. Đó là chị Jennifer. Dạ thưa chị Jennifer, nếu mà business license á, mà mình hết hạn thì mình vẫn tiếp tục renew bình thường, thường là sẽ bị đóng phạt. Bây giờ nó có hai dạng business license, một là của CD, một là của State Board, hai cái loại license. Thì nếu mà của CD thì chị có thể không có bị phạt, chỉ có cần ra cái CD mà mình có cái tiệm thì mình chỉ cần renew là được rồi. Còn nếu mà của State Board mà ngay cái tiểu bang của chị mà chị bị hết hạn thì khi mà chị gửi đơn lên để chị xin renew cái license của mình thì chị có thể bị đóng một số tiền phạt nào đó để trước khi được renew cái license của chị. Dạ. Yeah. Và tiếp theo là Khanh ở Georgia nói rằng: chị Trà My ơi, da mặt của mẹ em hơi nhăn nên không biết biện pháp cài da mặt của chị đang thực hiện có thể giúp da mặt của mẹ em cải thiện được hơn không? Mình có thể đến bất cứ salon nào để hỏi về biện pháp cài da mặt này phải không chị? Và nếu như mà da mặt như vậy thì nên bao lâu là làm một lần? Đó là Khanh. Thường á, cài da mặt á, cho cái da mà khô mà bị nhăn á, thường là khoảng là một tháng cài một lần, chứ mình không có mài nhiều. Tại vì cài da mặt là thường dành cho những cái da mà bị nám, bị tàn nhang nhiều hơn là những cái da bị dầu hoặc là bị khô. Đối với da khô thì chị nghĩ là mình nên mỗi tháng mình mài một lần. Và khi nhớ mình mài á, thì mình đi hỏi cái tiệm nào mà có mài da thì mình cũng phải hết sức cẩn thận là mình hỏi coi cái máy mài da nó như thế nào và cái service là bao nhiêu tiền. Và mình phải hỏi kỹ là những cái mỹ phẩm mà sử dụng sau khi mà da là những cái mỹ phẩm nào nó có an toàn hay không đã. Hoặc là mình có thể mình thử làm một lần để mình coi cái hiệu quả như thế nào trước khi mình mua một cái package. Tại vì tất cả những cái dịch vụ mài da thường là người ta recommend á, là mình phải mua một lần là 5-6 cái service một lần để mình thấy cái sự khác biệt. Nhưng để mình biết chắc chắn là mình không có bị tốn tiền một cái số tiền lớn để khi mình mài da thì mình nên là đi mua một cái thôi. Có nghĩa là mình làm thử một cái service, nếu mà mình thấy tốt thì mình có thể quay lại mình mua thêm một cái package, có nghĩa là 5-6 một cái service một lần. Còn nếu mà thấy không tốt thì mình nên đổi. Tại vì những cái máy mài da nó rất là khó, là do tùy theo cái máy và cái crystal nó mà nó quyết định là nó có hiệu quả hay không. Tại em biết là trong những cái commercial là nó có giới thiệu những cái máy mài da giống như là 50 đồng một cái service, hoặc là những cái máy mà mài da tự mài ở nhà, thì những cái đó mà một cái máy mà 50 đồng thì không bao giờ mà cái loại là mài da tốt. Tại vì cái mài da mà tốt á, khi mà em mài là em thấy cái sự khác biệt giữa cái skin before và after, có nghĩa là trước khi mài và sau khi mài. Giống như bây giờ em thấy là trên cái da model lúc trước là giống như nó có nhiều cái vết nám, tàn nhang, bây giờ mới mài xong thì cái da nó hơi sẽ trắng lại, nó hồng lại chút xíu. Nó sẽ không, nó mờ đi, những cái vết nám nó sẽ mờ đi liền lập tức. Dạ. Và đối với những người thợ đó chị, khi mà một người khách vào mài da thì người thợ có nên hỏi người khách là giống như là có những cái căn bệnh đau máu hay là có đang chữa trị gì trên mặt không hả chị? Đương nhiên, khi mà nếu mà mình
một người thợ mà kỹ đó, khi mình làm mài da, tức cái dịch vụ mài da nào mình cũng phải hỏi coi cái người khách là có bị cao máu hay không. Bị cao máu là đương nhiên không có mài da. Và cái thứ hai nữa là có bị bệnh tim hay không, tại vì bệnh tim người ta bị giật mình đó, là cũng không có tốt cho tim. Và cái thứ ba là phải nhìn lên gương mặt có những cái mạch máu mà bị giống nổi. Như nổi lên và cái mạch máu mà bị căng phồng lên, thì những cái da như vậy là không nên mài da. Tại vì khi mình mài da, những cái máy nó sẽ chạy, những cái hạt crystal nó chạy đều ở trên cái mạch máu thì có thể làm vỡ mạch máu và gây ra những cái giống như bề trầy xước trên cái bề mặt da. Và đương nhiên những cái mài da này thường là nó hơi đau chút xíu, nhưng mà qua 2-3 ngày rồi ấy, thì cái da nó sẽ trở lại bình thường. Dạ. Và đối với những cái cát mài da mà em thấy giống như chị nói là khi mà mài thì cái cát dơ nó sẽ qua một cái lọ khác, thì sau khi mình sử dụng mình phải đổ cát nó đi đúng không chị? Đúng rồi. Khi mà em thấy có hai cái bình, một cái bình mà bình một bên gọi là cát sạch, bên cát dơ, thì em thấy ở đây là nó sẽ có những cái cát dơ nó chảy qua cái bình B là cái bình thứ hai. Thì sau khi mình mài mình không cần phải đổ liền, nhưng mà mình để có thể là khi mà nó gần đầy rồi á thì bắt đầu mình đổ đi, tại khi cái bình này nó sẽ chứa toàn là những cái cát dơ không, kèm theo cái da chết ở trên da. Đúng rồi, những cái da chết ở trong cái da nó sẽ ra theo, và mình sẽ thấy khi mình nhìn cái cát dơ mình sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa cái cát sạch và cái cát dơ như thế nào. Dạ. Và không biết thí dụ như là một người khi mà đi mài da về bắt đầu thấy da của mình nó đỏ lên hoặc là nó có những cái mạch máu nó bị nổi lên, thì mình có cái cách nào để mà mình trị cho cái da của mình nó dịu xuống không hả chị? Rất là an toàn, có nghĩa là mình dùng kem dưỡng da. Khi mình về mình dùng kem dưỡng da và đi ra ngoài đường thì mình dùng kem chống nắng. Và cái quan trọng nhất là mình có thể dùng những cái mask, những cái mặt nạ là mặt nạ dưa leo, nó rất là tốt. Tại vì mặt nạ dưa leo nó làm cho da mình dịu lại, mát lại. Dịu lại mát lại thì mình và nó làm giảm đỏ rất là nhanh. Giống như trở lại câu hỏi của Jennifer vừa rồi á, thì nếu mà một cái người da mà của bác á, mà nó bị nhăn và hay bị mẩn đỏ và khô, thì nên chịu khó đắp dưa leo, mỗi 3 ngày nên đắp dưa leo một lần, thì cái da mình nó sẽ bị dịu, giảm đỏ từ từ. Và khi mình dùng mỹ phẩm vậy, không phải là da mẩn đỏ là không có sử dụng mỹ phẩm, mà mình phải chọn một cái mỹ phẩm nào cho thích hợp với da mình và phải sử dụng. Tại vì khi mình lớn tuổi, bất cứ cái da nào cũng phải cần có kem dưỡng da. Nếu mà mình không dùng kem dưỡng da thì cái da mình nó sẽ nhăn nhanh hơn, hoặc là da mình nó sẽ bị lão hóa nhanh hơn. Dạ. Thì giống như chị Khanh có hỏi là cái biện pháp mài da này nó có giúp cho nếp nhăn nó mờ đi bớt không hả chị? Có chứ em. Có. Cái mài da này rất là hay, có thể mình sẽ mài trên cái tay của mình, có thể mài trên cái cổ của mình. Tại vì nó rất là tốt, nó làm cho những cái vết nhăn nó sẽ mờ đi. Nó không có hết hẳn những nhăn, nhưng mà nó sẽ làm cho mờ đi những cái vết nhăn của trên da của mình. Rất là hay. Dạ, rất là hay. Dạ. Và tiếp theo đó là một vị khán giả ở Illinois, chị Kim Vũ nói như thế này: chị Trà My cho em hỏi rằng da em bị khô, sần và đỏ, em gần như không dùng được bất cứ loại mỹ phẩm nào, ngay cả khi sử dụng dược thảo hiệu Limer vẫn bị đỏ da, da khô đến bị mốc lên và tạo thành nếp nhăn, nên em rất muốn tìm một loại mỹ phẩm hay là loại kem dưỡng da thích hợp, mong chị Trà My giúp giùm em. Tạm thời em sử dụng loại Vaseline Original dành cho baby, cho da mặt mình, em không biết sử dụng thời gian lâu dài thì có ảnh hưởng xấu đến da hay không. Đó là chị Kim Vũ. Dạ thưa chị Kim Vũ, đối với cái da bị khô mà mẩn đỏ đó, thì mình thứ nhất là khi mà chị rửa mặt, chị cố gắng chị sử dụng nước lạnh, đừng có sử dụng nước nóng. Và khi mà chị dùng cái kem sữa rửa mặt á, thì nên lựa cái loại sữa nào mà nó bằng milk mà nó không có bọt. Tại vì khi mình mua sữa rửa mặt á, là nó có 3 dạng. Một cái dạng là nó có foaming, một cái dạng là không có foaming, và một cái loại mà foaming nó rất là nhiều. Có nghĩa lúc nào cũng phải có 3 dạng. Và mình nên mua cái loại nào mà bằng milk, là nhẹ, là khi mình chà lên tay mình mà nó không có bọt, không có xà bào phòng, thì cái đó là cái loại nhẹ nhất cho cái da. Và cái đó dành riêng cho những cái da nào mà da khô, da bị mẩn đỏ, thì mình nên xài cái loại đó, cái thứ nhất. Và khi rửa mặt á, thì chị nên rửa bằng nước lạnh là làm cái quan trọng chị cần để ý. Và khi mà chị dùng qua tới kem dưỡng da thì cái da chị khô, chị nên dùng cái loại gọi là moisturizer, có nghĩa là loại nó có dầu chút xíu. Đừng có loại mà mua cái loại oil free, tại vì khi mà chị mua mì kem dưỡng da mà nó có cái chữ oil free, có nghĩa là cái loại đó nó không có dầu mà nó chỉ có nước thôi, thì cái loại đó nó sẽ vô tình làm cho da chị nó khô nhiều hơn. Cho nên khi mua kem dưỡng da cũng phải coi cái loại nào mà nó moisturizer, chứ không phải là hydrator. Hai cái loại nó khác nhau. Và khi mà chị sử dụng thì chị nhớ mình massage đều trên cái da mình chút xíu. Và nếu mà cái da mình bị đỏ thì mình phải tạm ngưng. Tại mình biết có rất là nhiều loại mỹ phẩm, người ta không có phân biệt cho cái loại da để làm. Và khi mình mua mình cũng không có để ý tới cái hiệu hoặc là cái công dụng của mỗi loại da, cho mình cứ thấy moisturizer là mình mua về. Cho nên tốt nhất là mình phải testing, mình thử xài thử. Hoặc là chị có thể order cái hydrator của
Coverderm thì yeah. cũng rất là tốt, tại vì mình nghe rất là nhiều feedback phòng khán giả đó, từ khán giả, cho nên chị order chị xài thử. Dạ, yeah. thì Hồng Tươi cũng xin nhắc sơ lại cho quý vị số điện thoại đó là 1-800-688-0945, 1-800-688-0945 để mà quý vị có thể gọi vào tìm hiểu thêm về sản phẩm Coverderm mà chị Trà My vừa giới thiệu. Và câu hỏi tiếp theo đó là chị Minh ở Oregon, chị nói rằng: chị Trà My ơi, chị có bằng facial và chị cũng một máy cà da mặt nhẹ khoảng 12 functions. Bây giờ nếu chị qua Cali để học thì sẽ mất thời gian là bao lâu và học phí khoảng bao nhiêu? Cảm ơn Trà My và Hồng Tứ đã có một chương trình hay về beauty, đó là chị Minh. À, dạ thưa chị Minh, à, chị ở tiểu bang Oregon. Oregon. Mà bây giờ chị đã có bằng facial, có nghĩa là chị được quyền làm mày da, làm everything rồi. Thì một lần nữa, nếu mà chị có ý định mà qua California để mà học lấy bằng facial đó, thì... chị thứ nhất, nếu mà chị làm trên 3 năm thì chị được quyền đổi ngang, không cần phải học lại ở California, chị chỉ cần làm